Đỗ Dũng xin chào khán giả GVTV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Việt Nam gửi 2 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình cho Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Thượng nghị sĩ Ben Cardin thăm Việt Nam. Mỹ sẽ để lại 9.800 binh sĩ tại Afghanistan cuối năm nay. Sau đây là phần tin chi tiết. Việt Nam vừa tổ chức một buổi lễ tiễn đưa 2 sĩ quan quân đội lên đường đi Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Buổi lễ có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. 2 sĩ quan Việt Nam đầu tiên được chọn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là Trung tá Mạc Đức Trọng và Trung tá Trần Nam Ngạn thuộc Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Buổi lễ còn có sự hiện diện của bà Amirat Haq, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách công tác gìn giữ hòa bình. Theo dự trù, 2 sĩ quan Việt Nam sẽ lên đường vào đầu tháng 6 làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc tại phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Nhiệm vụ của sĩ quan liên lạc là làm cầu nối giữa sở chỉ huy phái bộ với các đơn vị của Liên Hợp Quốc, với các tổ chức quốc tế, chính quyền nước sở tại và các phe phái chính trị quân sự tại địa phương. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu sự tham gia chính thức hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, cho thấy sự cam kết chính trị của Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam chính thức đưa quân nhân ra nước ngoài kể từ cuộc chiến với Cambodia năm 1979. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Hoa Kỳ vừa đến Việt Nam trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, bàn chuyện hợp tác giữa hai quốc gia và nhân quyền tại Việt Nam. Tại Hà Nội, ông Cardin thuộc Đảng Dân Chủ đại diện tiểu bang Maryland đã có cuộc hội đàm với ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết ông Minh hoan nghênh chuyến thăm của Thượng nghị sĩ Ben Cardin và cho rằng đây là cách thức hiệu quả để hai bên trao đổi cởi mở và thẳng thắn các vấn đề cùng quan tâm, kể cả một số vấn đề còn có khác biệt, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Ông Minh cho rằng đây là thời điểm thuận lợi cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và do vậy, đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ và thúc đẩy việc tăng cường trao đổi phái đoàn các cấp, tác động chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, giảm các rào cản thương mại, nhất là các vụ chống bán phá giá, chống trợ cấp, tiếp tục dành cho Việt Nam sự linh hoạt và đối xử khác biệt trong đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương như đã cam kết. Ông Cardin bày tỏ ủng hộ nỗ lực của hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả đối tác toàn diện, mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các nước khác sớm hoàn tất đàm phán TPP, xem đây là cơ hội để các nước mở cửa thị trường và đổi mới mô hình phát triển kinh tế. Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình hiện nay ở Biển Đông và tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Thượng nghị sĩ Ben Cardin cũng được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Xuân Hùng tiếp tại Hà Nội. Đề cập đến diễn biến trên Biển Đông, Thượng nghị sĩ Ben Cardin nêu rõ, Thượng viện Mỹ cực lực phản đối hành vi khiêu khích của Trung Quốc, hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông cũng bày tỏ mong muốn các bên tích cực giải quyết sự việc trên cơ sở luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Tổng thống Obama vừa chính thức loan báo sẽ để lại 9.800 binh sĩ Hoa Kỳ tại Afghanistan sau ngày 1 tháng Giêng năm 2015. Theo lời Tổng thống, 2014 là năm đánh dấu chuyển đổi quan trọng như ông đã hứa hẹn ở nhiệm kỳ trước, khi cho tăng cường lực lượng ở Afghanistan chống Taliban. Ông nói, chúng ta chấm dứt có trách nhiệm cuộc chiến tranh dài nhất lịch sử nước Mỹ. Như vậy, sẽ có 32.000 binh sĩ Mỹ chấm dứt nhiệm vụ tác chiến cuối năm nay theo đúng kế hoạch chấm dứt cuộc chiến tranh 13 năm ở Afghanistan, đã làm 2.181 binh sĩ tử trận và hàng ngàn người bị thương. 9.800 binh sĩ còn lại sau đầu năm tới sẽ phụ trách nhiệm vụ chống khủng bố và huấn luyện cho lực lượng an ninh Afghanistan, không tham gia vào sứ mạng hành quân. Ngoài ra, theo dự tính, sẽ có thêm khoảng 2.000 binh sĩ của các nước NATO phụ giúp cho các đơn vị quân đội Hoa Kỳ. Cũng theo kế hoạch của ông Obama, đến năm 2016, sẽ chỉ còn dưới 1.000 binh sĩ trong đơn vị tham mưu tại văn phòng an ninh của Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Kabul. Tổng thống Obama đã thảo luận vấn đề này với nhiều nhà lãnh đạo Âu Châu, trong số đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin Người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt,
nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.